Các bạn, đây là cái con xe của mình mà sẽ đi chuyến hành trình này. Rồi trước khi lên xe mình phải nổ máy trong vòng khoảng 5 phút cho nó nóng nóng lên, xong xung quanh mình kiểm tra đèn đuốc với lại cái dàn vỏ này nè. Mình có cây sắt á, mình gõ 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 này nè, kiểm tra với lại coi xung quanh cái mặt vỏ là có đinh hay gì không. Mình kiểm tra giáp mộng cái xe hết luôn nha. Đó, giờ cái quá trình mình kiểm tra nó như vậy nè. Đó, xung quanh coi đèn đuốc rồi coi ok không các bạn, để bóng đèn mà đứt rồi mấy anh cũng làm việc á. Ở đây là cái số hàng hóa của mình, đây là máy móc. Công ty mình là thiên về cái những cái thiết bị máy móc bên ngành cửa nha các bạn. Các bạn nào quan tâm thì mình sẽ để trong phần mô tả của video nha. Rồi, let's go, chúng ta đi thôi. Bây giờ là nó khoảng 2 giờ rưỡi sáng. Chắc mình đi chắc khoảng tới trưa các bạn. Khoảng 11, 12 giờ trưa mình sẽ tới Nha Trang. Trên đường đi có gì vui á, mình quay cho các bạn xem nha. Rồi, thôi đi thôi. Giờ mình xuống mình đi đi nhẹ một xíu đó, các bạn. Kiểm tra sẵn, kiểm tra mấy cái gọng dây nè, chằng rồi mấy cái máy rồi có xúc lỏng gì không ha. Đó, thì quy trình cũng vậy, kiểm tra vỏ xe này nọ rồi coi nó có bị bể bánh gì hay không. Chú lơ của ta bình thường chinh chiến gì lắm, chinh chiến là không biết mệt là gì luôn á. Hôm nay sao mà xe vừa lăn bánh là chú ấy lăn tròn luôn à. Bây giờ vẫn còn, bây giờ chắc về tới nhà rồi. Đây đó. Chú ấy quẹo rồi các bạn. Đó, cao tốc trên đây nè các bạn. Đó, các bạn thấy xe chạy không? Đó 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 đó. Rồi giờ mình đi tiếp nha. Thế là giờ đi ăn cơm. Đây là quán cơm tấm cách trung tâm hành chính huyện Hàm Thuận Nam khoảng vài cây số các bạn. Đây là cơm tấm các em sinh ăn khá nhiều, người địa phương ăn cũng nhiều lắm, nên mình với lại những nhỏ vô ăn rất ok. Rất bình dân nha các bạn. Kính thưa các bạn, giờ anh ấy đã trở lại. Sau khi anh ấy ngủ khoảng 300 cây số thì giờ anh ấy đã trở lại. Bây giờ cảm giác như thế nào?
Cảm giác sao anh? Tỉnh như rồi. Tỉnh như rồi hả? Anh ngủ mới có 300 cây mà anh ngủ thêm luôn tới quả luôn. Bạn giờ mình tới khoảng tới gì? Đây gọi là gì? À, Tuy Phong mà nó kêu ở đây là núi Tàu. Mình chẳng thấy có vẻ gì giống cái chiếc tàu cả. Đây. Đang thường thấy có người ta chăn dê, chăn cừu, cừu với bò. Lúc trước mình đi mình có gặp một cái những cái cây cái táo dại nữa, mình chua lèm mà bảo đảm chắc không có thuốc. Sao giờ anh có đi tiểu đi lớn đi nhỏ gì không? Đi xong cái mình đi tiếp chứ. Nãy giờ nín lắm mà. Nè cho cái chai nè. Thôi mình như Tiểu Nhí đi làm cái nhẹ. Quay mày vô clip rồi. Ở đây nóng lắm các bạn, khô cằn, nóng. Khô mà đến nỗi mấy con cừu, mấy con bò bỏ chạy hết rồi. Đó bạn thấy có mấy cái ống khói không? Có đằng kia có cái mấy ống khói á. Chỗ đó là chỗ nhà máy nhiệt điện á. Để mình chạy mình chạy mé bên này nè, mình vòng qua tới bên đây. Bên đó mình chạy qua chút xíu nữa là gặp biển Vĩnh Hảo á, bị Vĩnh Hảo Cà Ná đó. Vĩnh Hảo của Bình Thuận, Cà Ná là của Ninh Thuận. Tới đó chắc mình ghé mình ăn cơm. Ăn cơm xong rồi mình sẽ đi tiếp. Đó. Rồi, bye các bạn nha. Đây nhà máy nhiệt điện rồi các bạn. Đây cái tay này á, tay nhí nhó này á là chuẩn bị đăng ký vô là cạo ống khói của cái nhà máy này rồi các bạn. Đó, việc nhẹ lương cao. Ngày trả cho khoảng 20 triệu. Chỉ việc cạo mấy ống khói này thôi. Cạo ống khói ban ngày thấy vậy chứ ban đêm đẹp lắm các bạn. Nhìn nó giống như mấy cái nhà lồng mà trồng rau trên Đà Lạt vậy á. Nó cũng ánh sáng vàng mà lập lè như vậy á. Mình thích mấy cái kiểu mà ánh sáng vậy lắm. Đi đâu mà thấy mấy cái kiểu đó là mê lắm. Đêm tối nó có nó nhả khói ra rồi nó ánh sáng vàng lập lè nhìn đã lắm. Tối mình về mình có gì mình quay cho các bạn xem ha. Các bạn giờ đi sao bỏ xuống cạo khói nha. Chứ sáng giờ trốn đi rồi nó trừ luôn là mày chết á. Không có trừ à. À các bạn, đây, cái dốc này xuống dưới đây là các bạn là có một cái quán cơm mà xe tải nó ăn nhiều lắm. Nó hay ăn nhiều lắm nhưng mà nó không ăn đây. Đó các bạn này. Các bạn thấy không, xe tải hả? Quá trời luôn đó.
cẩu nè, các bạn nào có nhu cầu lấy đá giờ vô cẩu đá về cho nha. Đó. Đá quá trời các bạn. Đó. Ghê luôn á, giờ mình có tiền mua cái mua miếng đất lên trên cái nhà, bán nó lăn cái nhà qua. Rồi tới lên thân nha các bạn. Đây là cái này. Chạy xíu rồi tới cái chỗ nha bạn. Đó đá cho đỡ nó bị gì đây. Bên đây nó có cái chỗ. Vậy tài xế cực có cực nhưng mà đi được thấy này thấy nọ cũng vui lắm. Ai mà tài xế là cũng thích những cái cảnh này cảnh nọ hết các bạn. Rồi đây là kêu hòn cò. Quán này tên là quán cây me các bạn. Thấy lụp sụp vậy chứ ăn cũng được lắm. Tới giờ trưa là xe tải với lại xe máy nó đậu nhiều lắm. Giờ cũng hơi sớm, 10 giờ. Chú làm gì vậy? Rồi ăn đi, giờ tới chiều tao bỏ đói luôn mà. Giờ tới chiều tao bỏ đói luôn mà, giờ ăn đi. Ủa sáng giờ làm gì ăn à? À sáng giờ làm gì ăn? Sáng giờ ngủ không cũng ăn nữa hả? Ai nuôi mày nổi, nó nuôi hoài mà nhỏ xíu rồi không lớn nổi, nhí nhố mà nhí nhọ. Nữ công già chánh các bạn, có ai thấy kèo nào hôm hốt nó đi giùm mày chứ. Nó hút thuốc nữa hàng chi mới lớn nổi. Ngầu các bạn, mồi đi hút nó hút đó, những làn khói trắng bay tới bay lui, người ta quá là sành điệu luôn, rồi quá sành điệu luôn. Hút thử đi. Thôi mình đâu biết hút thuốc đâu, mình con nít mà biết hút thuốc gì. Đây bữa cơm đậm bạc nha, có gà, có cá, cá biển, cá bớp các bạn, rau, cơm, nước mắm. Còn một món cá chiên nữa, đợi xíu ha. Đây là cảng hàng không quốc tế Cam Ranh này các bạn. Nó vắng y chang là Sài Gòn mùng 1 Tết vậy các bạn. Sao muốn đi về em nhí? Giờ mới bay về luôn đây. Đây là cái cảng hàng không đây các bạn. Nhìn cũng đẹp ra phết đó nha. Rộng rãi. Con lành cành đào chưa? Chỉ mỗi tội là không có người thôi. Đi chang như Sài Gòn 1 Tết. Chưa bao giờ đi máy bay không thủ tục nó như thế nào. Đây là con đường dẫn từ cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đi dọc bờ biển lên thành phố Nha Trang nha các bạn, cách khoảng 35 cây số.
quá đẹp rồi các bạn. Sau 900 cây số mình về nhà rồi nha các bạn, cũng mệt lắm á. Mình về nhà hồi 3 giờ khuya, xong cái mình ngủ luôn tới giờ này. Giờ là 12 giờ trưa, mình mới đi ăn cơm trưa xong về, mắt mũi nó còn sưng bụp lên hết. Đi hồi và chạy về tới mà Phan Rí á, là Nhí Nhọ các bạn, Nhí Nhọ mình giới thiệu đó các bạn rồi đó. Nhí Nhọ là nó cứ giờ ước gì về được cái giường. Ý là mình chạy á nha mà nó còn vậy. Nhiều cái vui lắm các bạn. Về thì mình ghé chỗ mẹ mình với em mình đang làm việc ở ngoài Cam Ranh đó, mình có lấy một ít hàng bồi bổ về. Để mình cho mấy bạn xem nha. Đây hàng bồi bổ của mình, mẹ mình với em mình đưa cho mình đây các bạn. Đó. Đây mình có cái gì đây ta? À, cam ép mấy các bạn, này, cam ép nè. Này táo, táo ép, nước táo ép refresh, à, refresh. Này cái của Vinamilk các bạn, à, đúng rồi, sản phẩm của Vinamilk. Táo à ha, à cái này là cam nha các bạn, này là cam, này là táo. Thấy Trung Quốc vậy chứ là ok lắm nha các bạn. Này không phải Trung Quốc điểu đâu, Trung Quốc xịn đó. À có cái này nữa nè. Cái này á, nhìn thấy có vẻ nó ok, nó đẹp nha các bạn. Mà uống ghê lắm, dơ ẹt. Nước cà chua. Dở theo cảm nhận của mình thôi nha, chứ không phải ai uống vô cũng dở nha các bạn. Có thể là những có một số thành phần nào đó uống vô nó không hợp với mình. Có thể người nào đó, mấy bạn chắc có thể uống được. Cam. À, mấy này, táo. À, sữa dưới đây nè các bạn. Để mình lấy hết mấy cái này xuống cho mình xem. Nhiều lắm. Như đây bồi bổ không biết là nó có bổ được hay không nha. Đó, nguyên một hàng, ba hàng dưới đây là sữa nè các bạn. Đó bà bổ rồi, cái này bà bổ rồi. Này G7 Trung Nguyên các bạn. Trung Nguyên đình đám bữa giờ đó. Rồi, vậy thôi. Giờ chắc mình ngủ tiếp. À, vậy là cuối clip rồi các bạn. À, các bạn nào coi mà thấy hay á, vui thì cho mình một like nha. Nhớ đăng ký kênh với mình để mình có động lực để làm mấy cái video mà vui vui cho các bạn xem nha. Chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.